mẹ khen hay thường dùng để chỉ việc khen ngợi tân bốc một cách dễ dàng, không khách quan do có quan hệ tình cảm riêng. Và có lẽ nó đúng trong cái gọi là giải thưởng nhân quyền 2017 do mạng lưới nhân quyền Việt Nam cầm dịch. Theo thông tin thì mới đây vào ngày 10 tháng 12 năm 2017, buổi lễ trao giải sẽ được tiến hành tại hội trường thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ vào ngày quốc tế nhân quyền lần thứ 69, và nhân vật đề cử để vinh danh là Nguyễn Hữu Vinh, blogger Anh Ba Sàm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger Mẹ Nắm, mục sư Y Tích và Hội Anh Em Dân Chủ. Vâng, một giải thưởng có dính tới hai chữ nhân quyền nhưng lại trao cho những kẻ chống đối chính quyền, bán nước hại dân có tiếng, đơn cử như Nguyễn Hữu Vinh, chủ nhân của trang mạng Anh Ba Sàm. Trong trang này, Vinh đã liên tục có những tin bài xuyên tạc lịch sử, bôi xấu chế độ, kích động chống phá chủ trương của đảng và nhà nước. Một trong những kẻ có lịch sử chống đối nhà nước Việt Nam, phá hoại sự đoàn kết giữa người lương và người theo đạo. Những vụ việc như 40 nhà Chung, 178 Nguyễn Lương Bằng, vụ Đồng Chim đều không thiếu mặt của hắn với vai trò là kẻ đầu trầm, chuyên kích động những tín đồ đạo Thiên Chúa tham gia vào các hoạt động gây rối và bày cho họ các hình thức đối phó với chính quyền, miễn sao là gây ra náo loạn để hắn quay phim, chụp ảnh rồi đưa tin sai lệch trên mạng xã hội, nhận tiền từ các thế lực thù địch nước ngoài. Hay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người được cho là một con đĩa dân chủ, một người mẹ vô trách nhiệm mang con mình ra làm công cụ kiếm tiền, đồng thời che chắn cho mình mỗi khi bị pháp luật sờ gáy. Cháu gái con Quỳnh khi chưa đủ nhận thức về hành vi pháp luật của mẹ mình đã phải viết đơn cầu cứu gửi ra nước ngoài dưới sự hướng dẫn của các bác dân chủ. Còn Hội Anh Em Dân Chủ do Nguyễn Văn Đài cầm đầu thì đã quá rõ, và trong thời gian gần đây lần lượt các thành viên của nhen nhóm phản động này đã phải quỳ gối trước pháp luật, trước sự vô phương cứu chữa của giới rận chủ quốc nội cũng như các tổ chức gắn mác quốc tế. Và với những kẻ như vậy mà vẫn trao được giải thưởng nhân quyền thì chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất, mạng lưới nhân quyền Việt Nam là một tổ chức có mắt như mù, không căn cứ tình hình thực tế để đánh giá một vấn đề, không khách quan, và đương nhiên độ tin cậy trong những thông tin mà tổ chức này đưa ra là bằng không. Thứ hai, đây là một tổ chức mẹ của đám rận chủ. Qua tìm hiểu được biết, mạng lưới nhân quyền Việt Nam chính là một trong những tổ chức phản động trong cộng đồng người Việt tại nước ngoài, có địa bàn hoạt động chính là ở Mỹ, cũng giống như các tổ chức khác như Việt Tân hay Chính phủ Lâm thời Việt Nam Tự do. Mạng lưới nhân quyền là tập hợp của những phần tử chống cộng ở hải ngoại, luôn nuôi dưỡng những ý đồ lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Và Nguyễn Ngọc Như Bình, GB Nguyễn Hữu Vinh cùng các con rận khác là những nhân tố quan trọng giúp chúng thực hiện ý đồ này. Thực tế, tổ chức này chuyên núp dưới các danh nghĩa cổ vũ cho các hoạt động đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam, nhưng thực chất là lợi dụng chiêu bài nhân quyền để chống phá Việt Nam. Và việc tổ chức ra giải thưởng nhân quyền cũng là một trong những cách thức chống phá của tổ chức này. Hoạt động này nhằm mục đích, thứ nhất, cổ vũ khích lệ tinh thần chống đối của những con rận bị bắt nói riêng và đám rận chủ nói chung. Thứ hai, đây là hoạt động đánh bóng tên tuổi, thu hút sự chú ý của dư luận về đối tượng bị pháp luật sờ gáy, tạo điều kiện để chúng xuyên tạc về những vấn đề liên quan đến đồng bọn của chúng, những kẻ bị bắt, đồng thời vu cáo chính quyền, làm cho người khác hiểu nhầm rằng việc chính quyền xử lý các đối tượng trên là sai, mặc dù trên thực tế đây chính xác là những kẻ bán nước hại dân. Thứ ba, đây có thể là hoạt động một động thái hợp thức hóa việc nhận tiền tài trợ cho các đối tượng chân rết của tổ chức phản động này. Đây cũng là lần đầu tiên mạng lưới nhân quyền Việt Nam trao giải thưởng cho những kẻ phản động. Những năm trước đây, các đối tượng Trần Anh Kim, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn và các đối tượng khác cũng đã được trao giải. Tuy nhiên, khác với thời ngu muội này ngày trước, khi mà người dân còn mơ hồ về hai chữ rận chủ, thì hiện nay với tầm nhận thức của người dân Việt Nam ngày càng được nâng cao, họ dần nhận biết được âm mưu của các thế lực thù địch về cái gọi là dân chủ, nhân quyền, nắm bắt được bản chất thực sự của các nhà dân chủ, rận chủ, thì chiêu trò giải thưởng nhân quyền của mạng lưới nhân quyền Việt Nam bỗng trở nên lố bịch, kệch cỡm, chẳng khác gì việc con hát mẹ khen hay.